Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin chia sẻ về cái cách mở vỏ băng gốc Famicom của hãng Bandai. Nói vui là hãng bàn dài đó, chiếc bàn mà nó dài đấy. Thì băng gốc Famicom hãng bàn dài này á, thì nó thường sản xuất các trò chơi với ba cái kiểu vỏ, như thế này. Đấy, tương tự thôi. Đây là hai phần, 1 với 2. Đây tôi chỉ lấy một cuốn đại diện, đây đại diện bảy viên ngọc rồng. Đó. Thì cách mở vỏ băng này á thì cũng tương tự như những cái vỏ băng phổ biến kia thôi, nó cũng sẽ có 4 khớp trên trái, trên phải và trái phải ở dưới. Đấy. Với cộng thêm một cái khớp chính giữa tròn nữa. Thì cách mở cũng rất đơn giản. Đầu tiên mình cũng sẽ tách hai phần này cho nó lỏng khớp giữa ra một chút. Đấy. Rồi mình cũng sẽ dùng miếng bìa cho vào, rồi cho một cái lưỡi dao mỏng vào để mở thôi. Đấy. Mình muốn dễ mở chân chu thì mình cũng sẽ dùng cái dung dịch bảo quản men này. Trước tôi có chia sẻ trong cái video trước đây rồi, đó là dung dịch Liqui Moly của Đức, chuyên dùng để bảo quản bo mạch điện tử, chống ẩm mốc, virus, nhiều thứ. Đấy. Thì đến đây thì mình, nếu mà tem phía trên chưa dán thì mình sẽ mở hai khớp trên ra bình thường. Còn nếu mà dán rồi thì mình sẽ dùng phương thức là săn trắng để tách cái phần tem mà không bị hư hỏng. Tôi đã chia sẻ trong video của băng gốc hãng Taito ấy. Thì đây trường hợp này tôi chưa có bóc tách cái tem trên, thì tôi sẽ tách nhẹ hai phần để lấy cái main box ra thôi là được. Đấy. Tên trên vẫn giữ nguyên. Đây, đây là mainboard của hãng Bandai. Đây là hãng mà tôi thấy rằng là duy nhất trên Famicom là sử dụng phần cell với chip 8 chân mà không sử dụng pin CR2032 để làm nguồn điện duy trì dữ liệu. Đây là một điều rất là đặc biệt. Có thể giữ được dữ liệu data cell vĩnh viễn, không bao giờ mất, mà không cần sử dụng đến pin CR2032 để duy trì nguồn điện. Đó là một điều rất hay của hãng Bandai này, điều rất là đặc biệt. Đấy. Thì kết lắp vào thì cũng đơn giản thôi, cho vào xong rồi từ từ, cho vào từ từ, mở giờ tách lên xong rồi cho vào từ từ, cho vào cái lỗ chính giữa này trước. Rồi hai lỗ hai bên nhỏ bên trong. Rồi bắt đầu cho vô. Đấy. Ngon lành. Rồi tiếp theo sẽ là cuốn băng đời cao này. Đấy, đời cao này thì cơ bản nó cũng sẽ có 4 khớp tương tự như này thôi, nhưng mà có thêm khớp tròn giữa, nó nằm xịt xịt lên trên đây chút xíu. Thì cách mở cũng dễ thôi, cũng áp dụng phương thức cũ. Đấy. Tách cái phần giữa cho nó lỏng khớp giữa lên chút. Đấy. 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 Trong này thì nó làm thêm 4 cái chân. Đây là khớp giữa đây, 4 cái chân để mà bỏ vô 4 cái lỗ của mainboard, do cái mainboard nó quá bự. Đây là cuốn băng hãng Bandai phải sử dụng đến pin để làm bộ nhớ, như tôi đã đề cập lúc nãy trong cái băng 71 đồng này. Đấy. Tôi đã chế độ gắn cái đế pin của máy BS2, tôi đã tháo trong cái mainboard của máy BS2 và chế độ nó gắn qua đây
để có thể gắn pin dễ dàng, và mỗi lần thay pin thì rất đơn giản, không cần sử dụng đến mỏ hàn để tách hai cái chân riêng biệt dính liền cục pin theo dạng bóng điện ấy. Đó, thì nó sẽ thay nó sẽ bất tiện và rắc rối. Ở đây thì có cái đế này rồi thì có tháo là tháo vô thay rất là dễ dàng. Đây là thay pin xịn, tôi đã thay trung bình khoảng 5 năm kiểm tra pin một lần, nếu yếu thì mình có thể thay pin khác ngay lập tức. Nhưng mà pin này thì tuổi thọ trung bình của nó khoảng 10 năm, nếu mà pin thay rồi thì khoảng 10 năm. Chỉ có cái pin gốc của nó trong đó theo băng ngày xưa thì nó có thể duy trì được 20 đến 30 năm, tùy theo mình xài nhiều ít. Rồi thì gắn vào thì cũng rất đơn giản rồi, tôi không hướng dẫn gắn vào. Giờ qua luôn cái phần băng cuối cùng. Đây là băng đặc biệt siêu nhỏ, xài thẻ data, sản xuất một trong những cái bản hiếm hoi sau cùng, ra đời muộn màng trước khi qua sản xuất băng Super Famicom và máy Super Famicom. Đây là cuốn băng rất là nhỏ, thu gọn nhỏ để gắn vào đầu độc data. Cách mở thì bốn khớp của nó thì sẽ nằm ở mặt sau. Đấy. Thì cách mở thì mình cũng sẽ mở tách như những băng phổ biến thôi. Có điều là hơi khó mở hơn bởi vì nó nhỏ. Thế mình sẽ cho vô nó, cho miếng bìa vô mà là tách nó sẽ khó khăn hơn. Nói chung là khó khăn đấy, bởi vì nó rất là cứng. Mở một khớp bên kia, khớp bên này nó tự ra luôn, bởi vì nó cũng đã khá trơn tru do tôi đã xịt cái dung dịch này vào rồi cho nên nó cũng dễ hơn. Đấy. Thì đây là cái mainboard của nó, rất là đơn giản. Đấy, có hai lỗ chân. Đấy. Đấy, để Bandai 5992. Đây là những cuốn băng mà sản xuất muộn màng. Có tất cả là 7 trò chơi theo dạng băng nhỏ này gắn vào đầu độc Datas. Đó là 7 trò chơi hầu như là cuối cùng của hãng Bandai trước khi qua sản xuất băng Super Famicom và máy Super Famicom. Tuy rằng ra đời muộn màng nhưng mà cũng để lại dấu ấn rất đặc biệt. Trong 7 trò chơi của Datas này thì có như một số trò của siêu nhân điện quang, rồi robot Gundam, rồi trò nhất dương chỉ tên Yuzuka Hakusho đấy. Đấy, rồi trò bị một rồng giải đấu thế giới. Thì có hai băng được mọi người chơi nhiều nhất, đó là bị một rồng giải đấu thế giới và nhất dương chỉ mà thôi. Nhưng mà cuốn nhất dương chỉ thì thường thường sẽ ít người sưu tầm được bởi vì nó rất là hiếm và rất là mắc. Nó là cuốn băng hiếm và mắc nhất của hãng Bandai. Rồi thì khi gắn vô thì nó cũng sẽ gắn vô ở mặt trước này. Đấy, cái khớp lỗ gắn mặt trước thì mình cũng sẽ gắn hai khớp trên vô. Đây, hai khớp trên vô trước. Đấy. Rồi gắn từ từ vô. Đấy. Thế là xong. Đấy. Không có sức mẻ gì. Đấy. Khớp vỏ góc cạnh còn nguyên vẹn. Thì đó cũng là một phần do hỗ trợ của cái dung dịch này, nó giúp bôi trơn và bảo quản bo mạch mainboard điện tử rất là tốt. Tôi thường dùng nó. Đấy, thì đó là cái cách chia sẻ về mở các loại băng gốc của hãng Bandai, hay nói vui là bàn dài. Đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn qua lại trong lần tới. Xin chào.